Em sẽ bóc hộp xem này. À, rất đơn giản thôi. Đó, các bạn nhìn đây. Rất đơn giản. Đây. Đấy, để xíu. Bên trong thì có một sách hướng dẫn sử dụng. Ok, hôm nay thì linh kiện cuối cùng cũng đã về. Vâng, một chiếc ổ SSD bản 480GB. Em thì em thích số to, mà bên Trung Quốc thì nó cũng rẻ thôi. 480GB mà giá chỉ có 1 triệu, hơn 1 triệu tư thôi các bác nhá. Đấy, tổng thiệt hại em mua là 1.414.000 này. Đó, các bạn nhìn thấy ổ SSD 480GB. Đó, là em mua trên Shopee và gửi từ Trung Quốc về các bác nhá. Lại lại một cái túi màu xám quen thuộc này. Đó, hàng Trung Quốc này chỉ có túi màu như này thôi. Đấy, em sờ thì không hiểu sao nó còn bọc trên bọc dưới mà nó không thành hộp. Bây giờ em sẽ bóc thử xem bên trong là như nào các bác nhá. Cái này em mua và em đợi bắt đầu chỉ tầm một tuần thôi. Một tuần là em đã nhận rồi, mặc dù bây giờ đang trong dịch nhưng mà một tuần em đã nhận được hàng của Shopee gửi Trung Quốc về rồi. Về đến Việt Nam bởi đơn vị GNT này. Đấy, chuyển về đây cho em. Ok nhá, bây giờ em sẽ bóc nhá. Đây, LD 480GB, đây là một cái thương hiệu của Trung Quốc các bạn. Nó có cho một cái tô vít, một cái cáp Santa là một cái này. Cái này là chắc là để chuyển lắp vào cái khu vực mà ổ 3.5. Đấy, các bạn nhìn đây. Đây, trong này không còn gì nữa. Chỉ này em cứ sờ lên, lộn cộm nhiều thứ quá mà không biết là cái gì. Đó, có cái ốc đây. Đây, nó tặng kèm theo nha. Nó biết là mình lắp vào trong máy bàn hay sao ấy. Nó tặng rất là nhiều thứ này. Có một cái tô vít này. Tô vít còn lại này chắc là lại bình thường thôi, chắc chỉ vài nghìn đồng thôi. Đây, một cái này. Để lắp vào ổ 3.5 của PC này. Đấy, tí nó lắp vào luôn là cho nó. Ở trên này nó ghi là TQ Design SSD Now. Đấy, thiết kế cho SSD nhá. Đây, có cổng một, tặng một cái cáp mà Santa màu đen. Ok, đỡ phải mua. Đây, ở đây. Ở đây là một thương hiệu của Trung Quốc các bác nhá. Zing 2 này. Zing 2. Một thương hiệu của Trung Quốc 480GB đây. Đây, ở trên toàn Trung Quốc là có thể dùng được cho laptop này, dùng được cho máy chơi game này. Đó, các bạn nhìn đang dùng cho màn hình TV này, dùng cho máy tính này. Đó. Bên này là toàn tiếng Trung Quốc thôi. Rất là nhiều thông tin tiếng Trung Quốc em không hiểu là gì cả. Đó. Sử dụng được khoảng 2 triệu giờ. À, hỗ trợ được Windows OS, Vista, macOS, Linux là hỗ trợ được này, Santa 3.0. Đó, các bạn nhìn đây, có thể hỗ trợ được ngược lại Santa 2.0. Đây, địa chỉ trong web của nó đây. À, cái này là liên quan đến Taobao, skkst.taobao.com. Đây, có 3 code các thứ ở đây, toàn là tiếng Trung Quốc thôi. Đây là một sản phẩm bán ở nội địa Trung Quốc và em mua từ Trung Quốc về chứ không có một đơn vị nào nhập khẩu ở Việt Nam cái thương hiệu này luôn. Đấy nhá. Để xem bác hộp xem này. À, rất đơn giản thôi. Đó, bạn nhìn đây. Rất đơn giản. Này. Đấy, nhỏ xíu này. Bên trong thì có một sách hướng dẫn sử dụng. Đây, các bác nhìn thấy là sẽ đo được tốc độ này. Đấy, toàn là tiếng Trung này. Đấy, hàng nội Trung Quốc toàn tiếng Trung này, không có một cái gì cả. Không có tiếng Anh hay là tiếng gì cả, toàn tiếng Trung à. Đây, quả nổ đây. Rất là nhẹ. SSD mà rất là nhẹ. Đây, các bác nhìn nhá. Đấy, tên cụ thể của modem là Trung Hoang 300, size 2.5, SSD 6GHz trên dây, tối đa chắc là 6GHz trên dây này. Nguồn điện là 5V 2A. Đó, các bạn nhìn không? Tên mã đây. Đó. Số serial number chắc nó làm ở đâu nhỉ? Toàn tiếng Trung thôi. Mặt đằng trước thì chỉ có tên của Zing 2. Đấy, logo các thứ đây. Tem bảo hành của hãng này. Đấy, cái này chắc là bảo hành của hãng nhưng mà hãng ở Trung Quốc mà. Gửi đi như nào mất thời gian lắm. Bây giờ em sẽ cắm thử máy tính và thử xem là dung lượng của nó có đạt được đúng như nhà sản xuất người ta công bố 480GB, chắc phải được khoảng 450 đấy, 450. Xong tốc độ cóp và đọc nó sẽ là như nào nhá. Bây giờ em sẽ lắp cái ổ SSD này vào trong cái máy này, em thử xem thế nào nhá. Máy tính lại. Cắm vào rồi, máy tính khởi động rồi. Em mở thử lên phần quản lý đĩa xem như nào nhá. Đây bảo đủ dung lượng. À đây rồi. Đó nhận được các bạn nhá. Đủ dung lượng. Và em sẽ làm mới xem như thế nào. Đây các bạn nhìn thế này. Đó. Ok ok. Format luôn.
đó không format được từ bố mẹ. Đó format đó. Ok nha. Nó format thành công và máy đã nhận ổ rồi. Đó máy thì đang 447.3GB này. Đó, bây giờ em bật thử kiểm tra nó xem sao. Bật thử cái storage này. Đo thử xem nào nhá. Ổ bây giờ là ổn đi. Ok chưa? Em chạy này. Ở đây thì em sẽ để là cài win toàn bộ luôn. Em để lắp vào đây em kiểm tra thôi. Đấy chứ em sẽ để cài win toàn bộ luôn. Em bật thử là cái SSD line xem là nó sẽ đo như thế nào nhá. Đấy em bắt nhìn đâu, tốc độ vị khá là lớn này. Đấy, tốc độ đọc, đọc khá lớn, tốc độ đọc này. Đây nó nhận là Zing 2 này. Mới sử dụng được khoảng 6 tham. Đó mới mở được 6 tham thôi, em mới cắm được lúc thôi. Đó, rất là mới luôn, mới 100% luôn. Đây bên này có một kiểu piston. Em đang làm win, chạy win cho cái máy này. Cái này chỉ được 6 tham thôi. Đó các bạn thấy nha, 480GB, ok chuẩn chưa. Đây, yên tâm là cài cả win ở đây mà dùng khỏi phải suy nghĩ luôn, thoải mái cả đấy. Tốc độ đọc khoảng hơn 200, khoảng 250GB. Nói chung là tương đối là tốt. Chờ chút nữa xem tốc độ ghi của nó sẽ là như thế nào nhé. Ok nhá, các bác nhìn thấy nhá, tốc độ ghi là 241 MB/s tối đa này, đọc là 228 MB/s, nói chung là khá là ổn. Ở đây nói chung là cũng ok, em đã dùng để cài win thôi, cài tất cả win vào đây. Đó, quá ngon cho một cái ổ nội địa chung Zing 2 mua trên Shopee với giá chỉ có hơn 1.4 triệu thôi, 480GB luôn, cài win vào đây thì tao hồ cài đầy đủ game kiếp và các thứ vào cũng thoải mái luôn. Đấy, em để nguyên cả cái ổ 480GB này và em cài win nhá, bây giờ em sẽ chạy thử luôn. Bây giờ em sẽ dựng cây luôn và cài win.